Khi nói đến đôi giày của đàn ông, có một sự ví von rất hay. Dù bạn có một bộ vest hợp thời trang và lịch lãm, nhưng thiếu một đôi giày đồng bộ đi cùng, thì bộ vest kia có còn ý nghĩa gì không? Giày là món đồ thời trang quan trọng trong phong cách ăn mặc của các quý ông, nhưng lại không đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Một đôi giày da kiểu Oxford màu đen truyền thống đánh giá sự trưởng thành của một người đàn ông rất cần thiết trong tủ giày của các quý ông. Nó phù hợp trong mọi hoàn cảnh nếu chúng luôn được giữ sạch sẽ và sáng bóng. Thế nhưng như thế sẽ thật là tẻ nhạt khi nhiều quý ông bỏ qua những kiểu giày khác trong thế giới phụ kiện vốn ít ỏi của mình. Trong chuyên đề làm đẹp thời trang ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu bộ sưu tập giày nam mới nhất với nhiều kiểu dáng, chất liệu và màu sắc để các quý ông bổ sung vào tủ giày của mình. Đây cũng là một cách giúp cho các chàng ngày càng khẳng định phong cách riêng của mình. Xu hướng giày hiện nay trên thế giới thì hiện giờ vẫn đang trong thời điểm giao mùa của mùa hè, nên các họa tiết về Tropicana thiên về color block, những màu sắc nổi bật như cam, xanh lá vẫn đang được ưa chuộng. Bên cạnh đó thì không thể nhắc đến những họa tiết mà kẻ sọc vẫn đang làm mưa làm gió trên sàn catwalk. Và xu hướng của thu đông sắp tới đây thì có hai xu hướng được rất là nổi bật, đó là xu hướng và những cái họa tiết lấy cảm hứng từ bộ lạc của văn hóa châu Phi, với những họa tiết trên giày với những đường nét rất là tinh tế. Và xu hướng tiếp theo đó là xu hướng lấy cảm hứng từ những cái họa tiết của bộ đội thể hiện sự mạnh mẽ cho bánh mì râu. Đi cùng với xu hướng đó, chúng tôi cho ra nhiều dòng sản phẩm, trong đó có giày tây, giày mọi, giày thể thao và sandal để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhiều hơn. Trong tủ giày của mình thì thường thì mình thích những đôi giày có kiểu dáng thon gọn, và đặc biệt là giày tây thích hợp để đi làm hoặc là đi chơi với bạn bè đều thích hợp hết. Nếu mà lựa chọn giày thì mình sẽ thích những đôi giày có kiểu dáng thon gọn, đầu hơi nhọn, tạo cho cảm giác là đôi chân dài hơn, giúp cho đôi chân đẹp hơn. Khi đi mua một đôi giày thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là sự thoải mái và chất liệu của nó. Bởi vì do công việc thường xuyên đi lại nên chất liệu rất là quan trọng. Mình cần một đôi giày thật là êm ái, thoải mái đôi chân, đó là điều cần thiết. Do công việc là công sở nên trong tủ giày của tôi đa số vẫn là giày tây, nhưng những lúc đi chơi picnic ngoài trời thì điều tôi thích vẫn là những đôi giày thể thao. Vì thế đó là hai loại giày mà tôi rất là ưa chuộng. So baby, whenever you're ready.
Trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều dịp, ví dụ như đi làm, đi dã ngoại, đi chơi, đi dạo phố cùng bạn bè. Chúng ta cần những bộ cánh và những đôi giày phù hợp khác nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những mẫu giày mà các bạn có thể phù hợp với việc đi làm của mình. Khi đi làm, các bạn phải có trong tủ giày của mình đó là một đôi giày tây màu đen. Vì đôi giày tây màu đen sẽ phù hợp với tất cả các loại quần áo. Với những cái sản phẩm với chất liệu da trơn và da như thế này, các bạn có thể phối hợp với lại quần đủ màu, ví dụ như quần màu xám, màu nâu hoặc là màu đen. Khi chọn giày tây, chúng ta có hai bí quyết nhỏ mà các bạn nên nhớ. Đầu tiên đó là chúng ta phải chọn giày màu tối hơn màu quần. Nhưng nếu các bạn muốn tạo một cái cá tính riêng, đó là chúng ta muốn phối hợp một cái đôi giày sáng màu hơn màu quần, thì các bạn có một bí quyết thứ hai, đó chính là chúng ta chọn một cái sợi nịt cùng tông màu với lại tông giày của mình. Ngoài ra, giày tây có thể phù hợp với lại dạ tiệc. Những đôi giày này với chất liệu da bóng sẽ làm cho bạn thật nổi bật. Không chỉ có những dịp đi làm mà các bạn còn có những dịp như cà phê hoặc là đi xem phim với bạn bè, thì điều tiên quyết không thể thiếu đó là một đôi giày moccasin, chúng ta hay gọi là giày lười. Giày lười phù hợp với tất cả các loại quần jean, quần sọt, quần kaki. Điều mà bạn quan tâm bây giờ đó chính là chất liệu và màu sắc của nó. Ví dụ như nếu mà bạn mặc những quần jean màu xanh thì bạn cũng có thể diện những đôi giày sáng màu như thế này. Và việc còn lại là các bạn có thể mặc một cái áo thun trắng trơn đơn giản để làm nổi lên cái đôi giày của mình. Ngoài những đôi giày lười, chúng ta cũng có những chiếc sandal như thế này. Chỉ cần diện một chiếc quần sọt và những sandal kẻ sọc mang xu hướng hàng hải như thế này thì chúng ta cũng có thể trở thành một người sành thời trang rồi. Xu hướng sắp tới chúng ta đang chuyển sang giai đoạn thu đông. Chính vì vậy là những cái gam màu hơi tối chút xíu như là màu nâu hoặc là màu đen sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn của mình. Chúng ta có thể thấy là ở đây có những thiết kế răng ri theo kiểu quân đội như thế này sẽ tạo cho các bạn nam một vẻ thật là nam tính và bụi bặm. Các phương pháp chăm sóc lâu dài cho đôi giày. Sau khi tháo giày ra khoảng 1 đến 2 giờ, dùng khuôn giày để giữ hình dáng ban đầu của giày. Chọn khuôn giày gỗ bằng cây tiết tùng. Không đánh vét ni để thấm được ẩm và mồ hôi trên da giày. Nên chọn một thợ sửa giày tốt khi muốn thay gót hoặc làm đế. Khi giày bị ướt, chúng ta phủ một lớp báo lên bề mặt da và làm khô bằng hơi nóng trực tiếp. Chú ý không làm nóng quá vì sẽ bị giòn da giày. Khi giày bị bẩn, dùng một chút giấm và nước rửa nhẹ nhàng khi giày bị bẩn. Với giày da lộn, dùng cục tẩy bút chì chà vào vết bẩn. Sau đó dùng bàn chải da lộn để đánh bóng lại bề mặt da, lông tơ. Rửa chân và giặt tất thường xuyên để giày không bị bốc mùi. Nên có nhiều đôi để thay đổi. Thay ngay lót giày hoặc khử bằng thuốc nếu có bốc mùi. Muốn tự đánh giày thì bạn nên chọn xi giày phù hợp. Dùng bàn chải đánh răng để đánh xi, bàn chải lông để đánh bề mặt sáng hơn. Sau đó lau giày lại bằng vải cô tông không bám bụi hoặc vải lanh. Đối với mình thì sản phẩm này rất là đa dạng và phong phú. Vì khi mà đi làm mình cần những đôi giày tây sang trọng và lịch lãm. Còn khi mà đi chơi với bạn bè thì mình cần những đôi giày lười, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà phải rất là phong cách.